Vậy là chúng mình sẽ bên nhau mãi mãi luôn. Ừ, làm như mày thương tao dữ lắm. Thương chứ sao không thương. À mà, Hạnh, ở trên đời này á, có ba điều mà tao chưa từng thấy. Mày biết là gì không? Em không biết. Nè, thứ nhất nha, là hồ ma. Thứ hai là cá heo. Còn điều thứ ba, đó chính là một người con gái dễ thương hơn mày. Anh chọc em hả? Chứ chẳng lẽ tao nói thiệt. Bị gạt, bị gạt. Bồng bềnh bồng bềnh, anh có nghe cơn sóng vỗ mà những tăng từ dạt trôi theo sóng nước. Bồng bềnh bồng bềnh qua những ngày sóng khốn khó. Hạnh ơi, mày bỏ tao ra tao ghét mày.